Ngoài ra chúng ta cũng đón chào cái lễ sinh nhật của thân mẫu anh Hoàng Vinh trong buổi tối hôm nay. Và đồng thời cũng lễ sinh nhật của anh Lam Sơn. Và nếu có ai sinh nhật nữa, cho Trực biết để chúng ta cùng chúc mừng trong buổi tối đặc biệt hôm nay. Và thưa quý anh chị, thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều điều để chúng ta nhớ lại quá khứ cũng như chúng ta hướng về tương lai. Trong cộng đồng cũng vậy, chúng ta có những điều chúng ta hy vọng rằng trong năm mới, cộng đồng của chúng ta miền Bắc Cali có được nhiều điều tốt đẹp, hay hơn và thành công hơn nữa trong những năm qua. Và có lẽ 45 năm qua, cộng đồng hẹn hò chúng ta cũng đã phát triển rất nhiều. Và tối hôm nay thì chương trình cũng rất vinh dự được là người nhận chương trình mà anh Hoàng Vân đã gửi gắm, cũng như cho Trực cái cơ hội được gặp quý vị trong cộng đồng. Trực cũng biết được các anh ở đây, dù như anh Lam Sơn, chị Mai Loan, anh Song Nguyên thì có quen thân. Ngoài ra tối hôm nay Trực cũng biết được anh Mai Khuyên, chị Xuân Hồng và các anh chị nữa. Lát nữa thì Trực sẽ chào hỏi để biết được. Và chúng ta cũng đang chờ nhiều vị khách quý cũng đang trên đường đến trong buổi tối hôm nay. Và thưa quý anh chị, theo như sắp xếp của anh Hoàng Vân thì 7 giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình khai mạc. Nhưng vừa rồi thì ca sĩ Kim Duyên cũng đã mở màn hát những bài hát vui. Và chúng ta có những cái danh sách của các anh chị đã ghi tên và hát trong chương trình, thì Trực cũng xin tóm tắt và gửi đến quý anh chị một vài cái tiết mục sẽ có thể diễn ra nếu thời gian cho phép. Đó là một vài cái game show mà Trực đã từng dẫn dắt và đưa những cái cuộc vui đó rất là thú vị, rất là hào hứng trong những cái buổi tối mà chúng ta liên hoan để mà chúng ta gặp mặt như thế này. Thì nếu có thời gian cho phép thì chương trình sẽ đưa những cái game show đó vào để chúng ta cùng tham gia cho vui. Ngoài ra chương trình hát thì đã có rất là nhiều người và đã ghi tên rồi chuẩn bị lên, trong đó có anh Trần Sông Nguyên cũng sẽ chia vui chương trình văn nghệ, và có thể là anh Lâm Sơn, chị Sơn Loan và chị Xuân Hồng và một số các anh chị nữa sẽ chia vui chương trình văn nghệ của chúng ta hôm nay. Không biết thì bây giờ có Jenny Quang, cô ca sĩ mà hát hay mà quầy quầy nữa, Trực cũng đã biết rất nhiều. Ngoài ra thì có các anh chị trong Việt Entertainment Group, đây là một cái ban nhạc mà chắc là quý vị trong cộng đồng đã biết. Các anh chị đã tham gia các event của cộng đồng cũng như là các chương trình của các hội, các cái đoàn đã nhớ đến các anh chị và trình diễn, và Trực cũng đã quen thân của các anh chị. Không biết là bây giờ chúng ta nên bắt đầu hát hay là chúng ta đi chê để nghe nhạc, vì lát nữa thì sẽ có những phần giới thiệu. Theo anh Hoàng Vinh thì mình nên hát hay là tiếp tục nghe nhạc, hay là Trực nói? Bạn lần thứ ba đó. Bây giờ mình ngồi chỗ nào ta? Rồi, thưa quý vị, một giọng ca của cộng đồng, một giọng ca có thể nói nhiệt huyết và luôn luôn trình diễn với một phong thái, một phong cách rất sôi động. Xin quý vị hãy dành một tràng vỗ tay cho ca sĩ Jenny Quang. Chào anh. Lên sân khấu đàng hoàng nhé. Lên sân khấu. Trước em hát bài nhạc phẩm duyên tình của nhạc sĩ Y Vân, em cũng xin kính chúc các cô, các chú, các bác với anh, các quý anh chị em vui vẻ. Lần đầu tiên đến nhà của Hoàng Vinh, chúc Hoàng Vinh lúc nào cũng được vui khỏe nha, vạn sự thăng long.
biết nhau giữa độ trăng tròn, mến nhau cũng bởi mà yêu thương ơi đã vàng. Ơi thương nhau thì mắm bánh buồn đâu cũng hên duyên.